nhà vua hỏi nhà sư ấn độ trẫm từ lên ngôi đến nay xây chùa chép kinh độ tăng không biết bao nhiêu mà kể vậy có công đức gì không đạt ma đáp không có công đức tại sao không công đức bởi vì những việc vua làm là nhân hữu lậu chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên như ảnh tùy hình tuy có nhưng không phải thật nhân hữu lậu là nhân còn bẩn thì sẽ sinh ra quả còn bẩn, tức là quả thuộc loại như ảnh tùy hình. Hình ở đây là cuộc đời phù du, điên đảo mộng tưởng, bát nhã tâm kinh, mộng huyễn bào ảnh, mộng, ảo, bọt, bóng kinh kim can, hình, đã vậy thì ảnh tùy hình lại càng không thật. Như ảnh nhạn trên mặt nước, nhạn bay trên không đã là phù du mộng ảo, thì ảnh nhạn dưới nước còn phù du mộng ảo đến thế nào? Vì vậy mà nói, tuy có nhưng không phải thật công đức từ việc xây chùa viết kinh độ tăng tuy có nhưng không phải thật vậy công đức chân thật là gì sư đáp trí phải được thanh tịnh hoàn toàn thể phải được trống không vắng lặng như vậy mới là công đức và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa chép kinh độ tăng mà cầu được trí phải thanh tịnh thể là bản chất phải được trống không vắng lặng ngày nay ta thường dùng chữ tâm để nói về trí lẫn thể tâm thanh tịnh rỗng lặng đó mới là công đức vì tâm thanh tịnh rỗng lặng là tâm phật và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa chép kinh độ tăng mà thành vua lại hỏi nghĩa tối cao của thánh đế là gì một khi tỉnh rõ thông suốt rồi thì không có gì là thánh vua có lẽ nói đến tứ diệu đế căn bản đầu tiên của Phật học trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài giảng đầu tiên của Phật Thích Ca sau khi thành đạo. Tứ diệu đế là khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ, khổ có thể diệt được, và con đường diệt khổ, tức là bát chánh đạo, con đường tám nhánh, bồ đề đạt ma trả lời, một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh. Đây là nói theo tư tưởng bát nhã khi đã qua bờ bên kia rồi thì mới biết là chẳng có bờ để qua mọi sự trước mặt ta trước nay thì luôn như vậy nếu ta còn si mê thì ta phân chia tốt xấu đúng sai phàm thánh bờ bên này bờ bên kia nếu ta tỉnh thức thì thấy mọi sự như nhau như nó là chẳng còn phân biệt gì cả mưa nắng như nhau đêm ngày như nhau người da đen người da trắng như nhau đàn ông đàn bà như nhau, tâm không còn phân biệt, nhất thiết pháp giai không tất cả mọi thứ đều là không. Nói theo truyền thống Kitô giáo thì mọi sự như nhau vì đều là tạo vật của chính thượng đế, ai đang đối diện với trẫm đây? Tôi không biết. Tôi không biết vì tôi cũng chỉ là một con sóng phù du của đại dương. Trong một sát na đã chết và tái sinh hàng triệu lần rồi. Tôi nào đây để trả lời? mới bắt đầu nói thì tôi đã chết và tái sinh đến hết câu nói thì tôi đã qua hàng trăm triệu kiếp rồi tôi nào